Chào tất cả anh em nha. Nay bên cửa hàng em mới về con máy cày xúc lật Mitsubishi. Đó, còn mới tin luôn nha anh em. Đây. Quay từng chi tiết cho anh em mình xem nè. Con này nó tải trọng được 250 kg. Này. Đó. Con này nó hai cầu nha anh em. Quay quay cho anh em coi cái cầu nó nè. À, hai cầu. Đó. Bánh vỏ còn rất là mới nha. Mâm ốc đồ bảy màu hết. Xe này phải nói là đẹp xuất sắc luôn nha anh em. Dàn lốc đồ khỏi chơi luôn. Nước sơn đồ green hết nha anh em. Nè đuôi đây. Đó. Xi nhan rồi đầy đủ hết hai bên. Quay cái này là một cái chỗ để ben lên nè, nâng gào xúc lên nè. Đó. Còn mới tinh nha, mọi chi tiết luôn nè, co nhớt rồi nè. Mấy chỗ mất mớp này là anh em quan tâm là anh em nào mà mua thì bên em sẽ làm lại hết luôn. Này mất được rồi nên cẩu xuống bị cắn đồ nó mất thôi. Phi nữa không? Không có chỗ nào mà bị nổ hết nha nè. Rồi. Mới tin luôn. Đó. Thì xe này nó nằm ở cửa hàng thứ hai nha anh em. Đó, cũng là nông cơ của là nông cơ Nguyễn Châu luôn này. Đó, cửa hàng thứ hai. Đó. Số điện thoại là 0913948716 nha. Còn địa chỉ là anh em 277 Nguyễn Dương. Thị trấn Ngai Dao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây, để mà nhờ thợ lên test chạy nổ máy cũng như là thử xúc lên xuống rồi cho anh em mình xem nha. Vô nổ máy thật. Vô máy chạy thử coi. Chiếc này nó đi được 1.327 giờ. Đây. 1.327 giờ. Xe đi rất là ít luôn. Còn mới tin nữa. Khoan đợi để coi số. Số rồi. Bốn số nha anh em. Đây là cái lui nè. Nhanh chậm dưới đây. Tắt lời nè. Rồi. Để tới chạy lui rồi. Đây. Lui đi. Máy nổ rất là yên luôn nha anh em. Lui đi, đi xuống nhanh đó. Đi xuống nhanh. Đạp ai da sát vô rồi.
Đó. Cái này đang cho xuống nhanh nhanh em. Rồi tới đi. Thì tới rồi xong đăng lên hạ xuống thôi. Rồi. Bắt là tên lái đó. Rồi. Ghe lại miếng. Ghe lại miếng rồi xong hạ gạo lên xuống. Cho cái này rộng rộng đây. Đó, bánh vỏ mới tinh nha nè. Rồi. Ok luôn. Rồi nâng luôn gạo xuống luôn. Nâng hạ xuống đi. Đó. Xuống nữa. Đạp ga gạt lên luôn, chống lên luôn. Đạp ga chống lên luôn, xe mạnh cái nào. Gạt lên. Đó. Đạp xuống đó, đạp xuống, đạp ga chống lên luôn. Đây. Xuống đi. Đó. Rồi đó. Chấm lên. Rồi. Đó, hỏng bánh luôn nha nè. Đó, rồi. Lên. Còn lên đi. Rồi ngã gạo đó. Ngã gạo ra. Gạt qua lại đó. Đây nè, ngã gạo, ngã gạo. Đó. Đó là à. Ở này nó đổ sâu lắm nha anh em. À. Đổ xuống hết luôn nè. Lên. Lên hết cỡ luôn. Đó. Rồi ok. Rồi. Đang lên hết cỡ ra cao cái nào đó. Cũng cao đạt đó. Rồi. Rồi rồi. Đây, nghe tiếng máy nè, máy nổ im ru nha anh em. Ừ nãy giờ là máy nổ là bao hơi bao khói luôn. Máy móc bên trong là máy tinh. Rồi, xuống là được, tắt cái máy. Rồi nên nào mà chấm con này thì liên hệ qua số điện thoại 0913948776 để biết giá cả nha anh em. Em chỉ là người quay phim thôi, còn giá cả thì anh em liên hệ qua ông chủ em nha. Đó, liên hệ qua số điện thoại 0913948776. Hoặc là anh em muốn tới cửa hàng để xem xe trực tiếp đó, thì qua địa chỉ là 277 Hùng Vương, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Rồi. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha anh em. Rồi em anh em nào mà xem video thì nhớ cho em một like, một share và nhớ subscribe kênh em để theo dõi những video mới nhất nha anh em. Mấy bữa nay bị cảm sốt nên nói giọng hơi khàn khàn, anh em thông cảm nha. Rồi. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em nha.